meglio il mio maestro, il tuo già sta. E che cuore, ognan, me? E cuore, il ognan, me? Kính thưa quý vị, tôi xin đại diện ban tổ chức cảm ơn đến toàn thể quý vị đã đến đây để chúng ta cùng nhau tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày quân lực không phải là đi tìm thời gian đã mất, nhưng chúng ta là cựu quân nhân quân lực Việt Nam và gặp gỡ nhau cùng nhau ôn lại chặng đường đã qua. Cũng trong dịp này, chúng ta cùng nhau thắp nén hương để nguyện cầu cho quê hương Việt Nam thoát vòng tăm tối. Và chúng ta đây cũng tưởng nhớ đến các chiến sĩ quân lực miền Nam Hòa đã nằm xuống trên chiến trường trước năm 75 hoặc còn trong ngục tù cộng sản hay trong rừng sâu trên miền cả để tìm hai chữ tự do. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị làm lễ chào quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Ngày công sơn ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh biết gì ta sống. Để ghi nhớ công đức tiền nhân các anh hùng dân tộc vị quốc vong thân, phát mặt niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, và sau hết phát mặt niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Phúc mặc niệm bắt đầu.
là vì Đại Việt. Sau năm 1963 là những xáo trộn lịch sử cùng với sự xâm nhập và phá hoại của Cộng sản Bắc Việt ngày một gia tăng. Để đối phó với tình thế cũng như để thống nhất tổ chức và chỉ huy, chính quyền đã ban hành sắc lệnh sát nhập chủ lực quân, địa phương quân và nghĩa quân, hợp thành quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 6 năm 1965, Chính phủ Dân sự với Quốc trưởng Phan Khắc Sử đã trao lại quyền lãnh đạo đất nước cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa để ổn định tình hình và chống lại sự xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp Trung ương làm lễ ra mắt Quốc dân đồng bào, đánh dấu ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa được trao quyền lãnh đạo quốc gia. Sau này, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành sắc lệnh lấy ngày 19 tháng 6 hàng năm làm ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, năm nào chính phủ cũng long trọng làm lễ kỷ niệm để vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu gian khổ chống Cộng sản xâm lược để bảo vệ đất nước, đồng thời tưởng nhớ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã hy sinh tính mạng để bảo vệ miền Nam yêu quý của chúng ta, và ghi ơn những thương phế binh của cô nhi quả phụ. Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại hải ngoại, đồng bào tị nạn Cộng sản đều tổ chức lễ kỷ niệm ngày quân lực, không ngoài mục đích vinh danh và nhớ ơn những chiến sĩ vô danh Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn lại xã hội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, chúng ta thấy người dân đã được hấp thụ nền dân chủ, nền giáo dục dân bản, do đó biết được bổn phận người công dân đối với quốc gia và dân tộc. Lúc dân Hà nguy biến thì mọi người quyết chiến chống quân xâm lược. Trong hoàn cảnh chiến tranh, người thanh niên đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để hiến dâng cho Tổ quốc. Hàng lớp thanh niên đã ra từ học đường để bước vào đời quân ngũ. Họ trở thành người lính, được huấn luyện và đào tạo thành một quân nhân có khí tiết và đạo đức. Một khi đã gia nhập quân đội, người lính đã có một lựa chọn duy nhất là hy sinh vì Tổ quốc và dân tộc. Ngay từ khi ở quân trường, với khẩu hiệu kỷ luật là sức mạnh của quân đội, nên người quân nhân đã mang trong mình ý thức cao cả là tự nguyện thi hành nhiệm vụ. Đó là sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lý tưởng tự do, hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ mạng sống người dân cũng như đồng đội. Vì thế, mỗi lần hành quân, người lính vẫn thản nhiên với nhiệm vụ, cho dù sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã sống trọn vẹn và ý thức Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, xem là một bổn phận cao cả và nặng nề của người lính. Để rồi dù có nằm xuống tại chiến trường hay hy sinh một phần thân thể thì họ vẫn mỉm cười và không hề nuối tiếc. Cái chết nơi chiến trường là chiến công hiển hách nhất đối với người mang nghiệp chiến binh, mà chẳng có một thứ huy chương nào xứng đáng để suy tôn sự hy sinh cao cả và anh dũng của họ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được thành lập là để phục vụ Tổ quốc, bảo vệ giang sơn và dân tộc, không phục vụ cho một cá nhân hay đảng phái nào. Đây là một khác biệt lớn giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân Cộng sản. Quân đội Cộng sản chỉ phục vụ cho một đảng Cộng sản. Quân đội phải tuân lệnh đảng, bảo vệ và trung thành với anh em. Người lính Việt Nam Cộng Hòa không phải là những quân nhân nhu nhược và kém tài. Họ đã cùng quân lực Hoa Kỳ hoàn toàn làm chủ
chiến trường để bảo vệ miền Nam Việt Nam không rơi vào tay cộng sản. Nhưng cuối cùng, họ gần như bị bắt buộc phải thua trong cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ. Hôm nay, chúng ta hiện diện tại đây để cùng nhau đốt nén tâm hương tưởng niệm đến những anh linh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh mạng sống trên chiến trường Việt Nam chỉ vì lý tưởng tự do. Chúng ta cảm ơn những cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đã dũng cảm chống lại làn sóng xâm lược của cộng sản. Xin lên trên phù hộ chúng ta. Cảm ơn anh em. It's an honor to be here today. It's an honor to be your mayor, to have you as citizens of our city. We have an unbreakable bond with your soldiers. Vietnam and your country, we walked, our feet walked on the same ground. We saw the beauty of your country. Ông thì kiểu rất là vinh dự được mời đến dự lễ của chúng ta hôm nay. Và ông nói chắc là quân đội Hoa Kỳ và quân đội Việt Nam lúc nào cũng bền vững, sát cánh, siết chặt bên nhau. Và ông nói là nước Việt Nam chúng ta là một quốc gia thật là đẹp. Our soldiers, our friends, your soldiers, your friends died to preserve your country. They fought hard and they will always fight in their hearts. Because we fought for America as well as Vietnam. We fought for South Vietnam, for freedom in North Vietnam, and for continued freedom in our country. If we had let the communists quickly run over Vietnam, they would have gone to the next country or the next country. We did stop the communists in Vietnam. We should have stopped them totally. We should have beat them. But the political will is gone. You provide experience and political will to our country. You know the meaning of freedom. Many of my friends, when I came home, did not know the difference between war and peace. They didn't know what it was. You know. Hold that in your heart. 48 years for your association. I joined the military 45 years ago yesterday on our Flag Day. It was just when the military said report. It wasn't that it was Flag Day. I went off and served in your country to protect your freedom. To a degree, we kept your freedom, although you're here in our country. You bring your freedom to our country, and we're proud that you're here. One morning in 1970, I said to my friends that were going off to fly a mission in the helicopter, a rescue helicopter, I said, good luck. They didn't come back. A rocket-propelled grenade, when they were hoisting people out of the jungle, hit them in the side and the ship exploded. One pilot made it out, and three of my good friends died. You all have people that you know, many more than me, that died. We will never forget them. We will never forget the sacrifice that you made to come to our country. You make our country proud. So I thank you for having me. We will always hold the beautiful pictures of your homeland, but now this is your home. We don't want to forget the pictures, the visions, the work that was done in Vietnam. We won't forget. But we honor that you're here with us as citizens of our city and our nation, and you bring the strength, the character, the concern, the family love, and the hard work to our country. We're proud to call you friends. We're proud that you are citizens with us. We thank you. Thank you so much for inviting me today. This is just another great memory of Vietnam for me. Mời ông, thì rất là cảm ơn ban tổ chức đã mời ông tới đây.